Chào mừng các bạn đến với kênh Tin Mới Online. Chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Sau đây là những nội dung chính. Lâm Khánh Chi được chồng trẻ đón từ nhà mẹ đẻ về. Cách đây một tuần, Lâm Khánh Chi gây xôn xao khi đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ ở, không còn sống chung với ông xã Phi Hùng. Giữ đúng lời hứa, nữ ca sĩ chuyển giới livestream nói về tin đồn hôn nhân rạn nứt vào tối ngày 19 tháng 4. Lâm Khánh Chi thừa nhận, vợ chồng cô cũng có những mâu thuẫn giống như các cặp đôi khác. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn mệt mỏi vì gặp ác mộng cộng với việc bị co giật, do uống thuốc giảm đau lúc đói, nên cô đã quyết định tạm chia tay với chồng một tuần để về nhà bố mẹ nghỉ ngơi. Cũng trong buổi livestream này, Lâm Khánh Chi cho biết chồng cô đã đến tận nhà bố mẹ để đón mẹ con cô trở về ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Nữ hoàng chuyển giới cũng cho biết sức khỏe của cô đã ổn định trở lại. Tới thời điểm hiện tại có thăng trầm sóng gió nào mà Chi chưa trải qua. Con đường chông gai cho đam mê âm nhạc và rồi mạnh mẽ liều mình để được sống là chính mình. Và cuối cuộc hành trình ấy để mình nhận ra chỉ có tình yêu là thứ hạnh phúc nhất, quan trọng nhất mà Chi có được. Và khi thứ quan trọng ấy mất đi mình mới thấu hiểu hai tiếng an yên, chẳng hề dễ dàng. Quyết định nào cũng thật đắng cay, câu chuyện nào cũng có lý do cả. Chi cần khoảng không gian nghỉ ngơi suy nghĩ cho những điều trải qua. Và cuối tuần này Chi sẽ có câu trả lời giải đáp tất cả. Cảm ơn vì mọi người đã lo lắng cho chuyện của gia đình Chi khoảng thời gian vừa qua. Hiện tại sức khỏe Khánh Chi đã ổn, cảm ơn mọi người đã yêu mến và quan tâm. Nhớ nhà lắm rồi. Vợ chồng Khánh Chi chia tay một tuần để xem còn yêu nhau nồng cháy như ngày xưa nữa không, nữ ca sĩ cho biết. Đến trưa ngày 19 tháng 4, Lâm Khánh Chi và con trai đã được ông xã đón về nhà. Theo nữ ca sĩ chuyển giới, nhờ xa nhau, vợ chồng cô mới hiểu cả hai còn yêu nhau rất nhiều. Lâm Khánh Chi chia sẻ thêm, cô được bố mẹ chồng quan tâm khi gặp những vấn đề về hôn nhân lẫn sức khỏe. Mỗi ngày họ điện cho tôi mười mấy cuộc điện thoại, họ ủng hộ quyết định về nhà một khoảng thời gian để nghỉ ngơi của tôi, cô nói. Về nghi vấn PR sau loạt chia sẻ úp mở về hôn nhân, nữ ca sĩ chuyển giới phủ nhận. Tôi gặp phải giấc mơ khá kinh khủng và tâm lý của tôi bị ảnh hưởng quá nhiều, tôi không dám chia sẻ chuyện này với ai, chuyện họ đánh giá hay nói gì là ý kiến của họ. Tôi đã nói nhiều lần rồi, ai nói gì thì nói, tôi không quan tâm, tôi xin khẳng định một lần nữa những gì tôi nói là chính xác, tôi không cố tình drama hay làm quá câu chuyện lên, Lâm Khánh Chi cho biết.